Nếu như có cơ hội quay lại 20 năm trước, chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay, Dũng muốn chia sẻ với các bạn nếu như có cơ hội quay lại 20 năm trước, mình sẽ có những lời khuyên gì cho bản thân mình. Đầu tiên, cuộc sống của chúng ta được xây dựng từ những quyết định mà ta lựa chọn. Cuộc sống tài chính luôn khó khăn, nhưng từ đó, mình học được rất nhiều và hiểu rõ giá trị của những quyết định trong cuộc sống. Nếu Dũng có thể quay lại 20 năm trước, ba lời khuyên mình muốn chia sẻ là 1. Theo đuổi đam mê và giấc mơ sớm hơn, đừng để những áp đặt từ gia đình hay xã hội làm mờ đi giấc mơ của bạn. Hãy dành thời gian ít nhất có thể để theo đuổi những gì bạn đam mê và muốn đạt được trong cuộc sống. 2. Chọn đi với những người sáng tạo và thành công xung quanh mình. Hãy tìm kiếm những người có năng lượng tích cực, sự sáng tạo và thành công. Gặp gỡ và kết nối với họ để học hỏi và được tôn trọng. 3. Học hỏi và đầu tư vào bất động sản càng sớm càng tốt. Bất động sản là con đường an toàn và hiệu quả để xây dựng tài sản ổn định. Hãy bắt đầu sớm, nghiên cứu và đầu tư thông thái để tạo ra dòng thu nhập và giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Cuộc sống là hành trình và những quyết định của chúng ta sẽ định hình số phận. Đừng ngần ngại đặt ra những mục tiêu lớn và hãy luôn tìm kiếm kiến thức mới để làm phong phú tâm hồn và sự thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn thành công trên hành trình của mình.